Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi các tin tức thời sự 12 giờ trưa trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những thông tin nổi bật của bản tin ngày hôm nay. Trước cơn bão số 1 tiếp tục tiến vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã họp với các địa phương có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp về công tác ứng phó bão. Các đơn vị thi công đồng loạt tăng tốc tiến độ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Bắc, phấn đấu đưa vào hoạt động hai dự án thành phần trước dịp lễ mùng 2 tháng 9. Đẩy mạnh cải thiện thể chế chính sách, nâng cấp hạ tầng để đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và phát biểu tại kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 8. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những nội dung phát sinh hoặc công việc đột xuất trong điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều rào cản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết kỳ họp thứ 5 vừa được thông qua để cụ thể hóa, thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết trong từng lĩnh vực. Sơ kết, tổng kết, phát huy kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, có giải pháp khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế, bám sát yêu cầu thực tiễn, xây dựng và phát triển của địa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm. Đặc biệt, cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người có công với cách mạng. Tiếp theo là những cập nhật mới nhất về tình hình bão số 1. Cơn bão này đang trong giai đoạn mạnh nhất và dự báo đêm nay, sáng sớm mai sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Cập nhật lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 1 cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc 290 km về phía đông đông nam. Cường độ bão cấp 12, giật cấp 15. Khả năng đây cũng là sức gió mạnh nhất của cơn bão này. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ sáng mai, tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái ở tỉnh Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ vẫn rất mạnh, khoảng cấp 11, giật cấp 14. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 106,5 đến kinh tuyến 115,5 độ Đông. Trên đất liền, từ sáng mai, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7, ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, các đô thị, còn trên vùng núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Như vậy thì bão số 1 sẽ vẫn giữ cường độ mạnh khi vào Vịnh Bắc Bộ từ ngày mai 18 tháng 7 và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh thành ven biển phía Bắc. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An về công tác ứng phó bão. Tính đến sáng nay, không còn tàu thuyền nào nằm trong vùng nguy hiểm của bão. Đã có hơn 52.000 tàu đánh bắt được thông báo và hướng dẫn di chuyển về nơi tránh trú bão. Tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng tất cả các hoạt động ra khơi của tàu thuyền từ 12 giờ trưa nay. Hải Phòng dự kiến sẽ cấm biển từ 21 giờ hôm nay. Trên các đảo của Quảng Ninh, Hải Phòng, có hơn 17.000 du khách. Địa phương đã thông báo để du khách sớm trở về đất liền, đồng thời bố trí nơi lưu trú an toàn cho những khách ở lại đảo. Với bà con nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Nghệ An, hiện nay cũng đã nắm được thông tin về bão và đang tiếp tục gia cố lồng bè. Công việc này phải hoàn tất trong ngày hôm nay và sau đó người dân phải sơ tán khỏi lồng bè chòi canh trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Cho đến thời điểm này, các địa phương ven biển đã rất tích cực triển khai các biện pháp ứng phó bão. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, sự chủ động là yếu tố quan trọng trong công tác phòng chống bão, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ
với mục tiêu không để có thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Trong khi đó, thì Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không theo dõi diễn biến của bão số 1 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp, đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự kiến sân bay Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh hay Cát Bi ở tỉnh Hải Phòng dự kiến nằm trong khu vực ảnh hưởng gần với gió giật, gió mạnh và mưa dông mạnh. Còn sân bay Nội Bài ở Hà Nội và Thọ Xuân ở Thanh Hóa có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão với mưa lớn và gió mạnh. Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ theo quy chế trực ban phòng chống thiên tai trong ngành hàng không dân dụng và thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Chuyển sang các thông tin khác, chỉ còn hơn một tháng nữa, dự án cao tốc Bắc Nam khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục được nối dài thêm gần 100 km đến huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cho đến thời điểm này, nhiều vướng mắc đã được khơi thông. Tất cả các mũi thi công đều đồng loạt tăng tốc. Cách đây khoảng 10 ngày, công tác mặt bằng của đoạn dự án Nghi Sơn Diễn Châu mới được giải quyết xong. Đây là điểm mấu chốt quyết định việc hoàn thành của dự án. Trước khi bàn giao mặt bằng, đơn vị đã tập kết đầy đủ các vật liệu và sau khi có mặt bằng thì tăng cường máy móc, nhân lực để thi công 3 ca 4 kíp, cố gắng đảm bảo thông xe ngày 2 tháng 9. Thuận lợi về mặt bằng, nhà thầu này đã tập trung tối đa tài chính, nhân lực và máy móc cho công tác thi công. Đây cũng là gói thi công hoàn thành sớm nhất mặt nền đường chính và đường gom trong toàn bộ dự án Nghi Sơn Diễn Châu. Tên tuyển chính thì ngày hôm nay là mẻ cuối cùng của bê tông nhựa. Và hiện nay sắp tới chúng tôi sẽ làm tất cả các việc còn lại để đảm bảo tiến độ và sẽ xong trước ngày 30 tháng 8 để hoàn thành dự án. Hiện khối lượng thực hiện dự án đã đạt gần 90% và thời gian không còn nhiều cho các đơn vị thi công. Chính vì thế tất cả các mũi thi công cần được huy động tối đa để đưa dự án cán đích đúng hạn. Ở nhà thầu là bây giờ là thi công 4 ca, có những cái hạng mục như thảm là thi công 4 ca, còn các cái hạng mục như là làm điện và là các cái hồ tốn hồ lan thì là làm 3 ca. Thì ban 6 đang chỉ đạo nhà thầu làm tăng ca tăng kíp để hoàn thành toàn bộ cái hạng mục phần cầu chính, đường chính và an toàn giao thông là trước 20 tháng 8 để chuẩn bị cho lễ thông xe 2 tháng 9. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa thêm hai đoạn dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu vào khai thác dịp mùng 2 tháng 9 tới đây. Và từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục hoàn thành hai dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo và cầu Mỹ Thuận 2. Với việc đưa 4 dự án thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vào khai thác trong năm 2023, sẽ nâng tổng số đường cao tốc cả nước lên 1.852 km. Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường logistics mới nổi trên thế giới và đứng thứ 4 Đông Nam Á. Tuy nhiên, chi phí logistics của Việt Nam so sánh với GDP đang là gần 17%, vẫn là mức cao so với bình quân thế giới với chỉ gần 11%. Đầu tư phát triển các trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam đang được xem là hướng đi để giảm chi phí cho hàng hóa và xa hơn là đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Doanh nghiệp này 20 năm nay kinh doanh dịch vụ logistics trên tuyến vận tải xuyên Á, kết nối Trung Quốc với ASEAN qua lãnh thổ Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết, xét về mặt địa lý, Việt Nam chính là điểm trung chuyển hàng hóa của khu vực. Thế nhưng thể chế chính sách đang là một vướng mắc lớn khiến dòng hàng hóa quốc tế chưa thể chảy mạnh qua Việt Nam. Một lô hàng chỉ cần 12 tiếng đồng hồ để đi một cái cung đường 600 km từ cửa khẩu biên giới phía Bắc, ví dụ như cửa khẩu Hữu Nghị, để đi qua lãnh thổ Việt Nam sang Lào qua cửa khẩu Cha Lo thì có thể phải nằm chờ tới 3 tháng. Rất là nhiều những cái thủ tục chuyên ngành áp dụng một cách vô lý lên hàng quá cảnh đang làm tắc nghẽn cái dòng chảy hàng hóa trung chuyển qua lãnh thổ Việt Nam. Hàng hóa chỉ quá cảnh qua Việt Nam để đi sang nước khác mà cũng bị quản lý chặt, không kém gì hàng nhập khẩu. Vậy thì làm sao có thể khơi thông và kích thích dòng chảy hàng hóa quốc tế qua Việt Nam? Trong khi dòng chảy này càng lớn thì ngành logistics trong nước mới càng có điều kiện để lớn mạnh và cũng sẽ hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư phát triển hạ tầng logistics và đặt các tổng kho quốc tế tại Việt Nam. Chúng ta cần một cái chính sách để hỗ trợ một cách toàn diện hướng tới mục tiêu này, như là cái khu tự do thương mại, hạ tầng giao thông, hạ tầng sản xuất,
cái hạ tầng logistics đó phải được quy hoạch tích hợp vùng, làm sao để có những cái điểm nút ở trong nội địa kết nối với nhau hài hòa, để những cái dòng hàng hóa nó chạy ra những cái cảng cửa ngõ, những cái cảng trung chuyển trong tương lai một cách là thuận lợi nhất. Meaning that the hub is there. Xét ra thì Việt Nam đã là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế rồi. Vấn đề là làm sao để trở nên nổi bật hơn trên bản đồ logistics thế giới, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, chuyển đổi số để tăng tính minh bạch và rút ngắn thời gian. Những giải pháp mềm này luôn có thể triển khai được ngay mà không tốn kém. Một khi đã thực sự trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa thế giới, thì không chỉ hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được hưởng lợi, mà về bản chất là chúng ta đang đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ dịch vụ logistics, giúp cân bằng cán cân thanh toán quốc tế, tăng nguồn thu cho ngân sách và tạo thêm công ăn việc làm. Để thực hiện mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 đến 2030, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 87 khu đất và dự án có đủ điều kiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cũng đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho chủ đầu tư cũng như người mua các dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay. Nằm trong khu đô thị Mizuki tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, dự án này đã dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Hiện công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp bàn giao gần 250 căn hộ cho người dân vào quý 1 năm 2024. Tạm tính thì nó sắp xỉ vào khoảng 17 triệu một mét vuông. Đặc điểm là về ngoài cái mặt chất lượng thì cư dân ở khu nhà ở xã hội còn tận hưởng toàn bộ cái hạ tầng của khu đô thị hiện đại mà Nam Long đang phát triển, bao gồm các cái đường chạy bộ, công viên, cảnh quan và toàn bộ cái dải bờ sông. Với một người nhân viên trẻ như em thì em đáp ứng được và điều đó làm em rất là vui, bởi vì có một nơi để mà mình có thể sở hữu một căn nhà. Gia đình của mình cũng đã nộp hồ sơ để đăng ký xét duyệt. Từ đầu tháng 4, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã được triển khai nhằm hỗ trợ cho chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội vay với lãi suất thấp hơn 1,5 đến 2% lãi suất cho vay trung và dài hạn trên thị trường. Tuy nhiên, để phát triển nhà ở xã hội bền vững, các chuyên gia cho rằng cần quyết liệt tạo lập một nguồn vốn bền vững, tránh việc áp dụng các gói chương trình chỉ kéo dài một vài năm như hiện nay. Chúng ta cần phải tạo lập một cái quỹ, chúng tôi tạm gọi là quỹ phát triển nhà ở xã hội. Và quỹ này thì sẽ huy động nguồn lực tài chính từ cả trong ngoài nước, cả khu vực công lẫn khu vực tư. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị với Bộ Xây dựng là cho phép thành phố được cùng với chủ đầu tư tìm những giải pháp để rút ngắn thời gian các thủ tục như tính tiền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sao cho phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Tiếp theo là phần điểm qua những bài viết đáng chú ý về Việt Nam trên các trang tin quốc tế trong vòng 24 giờ qua. Vương quốc Anh cảm ơn Việt Nam giúp gia nhập CPTPP. Theo trang tin Sputnik của Nga, ngày 16 tháng 7 vừa qua, Vương quốc Anh đã chính thức ký kết thỏa thuận xác nhận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi là CPTPP. Với việc nước này trở thành viên, CPTPP sẽ có tổng GDP trị giá 12.000 tỷ bảng Anh, chiếm 15% tổng GDP toàn cầu. Ngay sau khi sự kiện diễn ra, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Frew đã gửi lời cảm ơn chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ nước này gia nhập CPTPP và hy vọng được hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam cùng các đối tác để tận dụng tối đa hiệp định mới ký kết. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản nửa cuối năm 2023 là tiêu đề vừa được đăng tải trên trang điện tử của Trung tâm Tư vấn Thực phẩm Trung Quốc. Bài viết cho biết, trong nửa đầu năm 2023, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, toàn ngành nông nghiệp vẫn quyết tâm nắm bắt cơ hội, tập trung nguồn lực, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm đề ra, đó là tốc độ tăng trưởng GDP của toàn ngành đạt 3-3,5%, khi ngành xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 55 tỷ đô la Mỹ. Trong tương lai, việc nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm thông qua công nghệ chế biến sâu sẽ tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho xuất khẩu của Việt Nam. Điểm danh các địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, trang Công Thương cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng địa phương đã tăng thêm một là tỉnh Bắc Giang. Địa phương này đạt kim ngạch xuất khẩu 10,7 tỷ đô la Mỹ sau 6 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là địa phương hiếm hoi đạt mức tăng trưởng dương.
Các địa phương còn lại duy trì được kim ngạch chục tỷ đô la Mỹ là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng và Đồng Nai. Đánh giá tổng thể xuất khẩu đang giảm so với năm 2022, nhưng trong 2 tháng gần đây, tức tháng 5 và tháng 6, đã có mức tăng trưởng so với tháng liền kề trước đó. Kim ngạch xuất khẩu sau 6 tháng đã được phục hồi khoảng 88% so với cùng kỳ năm 2022. Trang China News mới đây đăng tải bài viết đường bay quốc tế Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc đến Nha Trang Việt Nam sẽ tăng lên 2 chuyến một tuần, giúp du khách thêm nhiều lựa chọn du lịch, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và phát triển du lịch giữa hai bên. Hiện nay, đường bay này đang được khai thác bởi Vietnam Airlines và Vietjet Air, trong đó Vietnam Airlines khai thác một chuyến vào thứ ba hàng tuần, còn Vietjet Air khai thác một chuyến vào thứ tư hàng tuần. Trong phần tiếp theo của bản tin, sự đồng lòng và quyết tâm của chính quyền và người dân đã giữ vững vị thế dẫn đầu của thành phố Đà Nẵng về chuyển đổi số năm thứ ba liên tiếp, với tỷ lệ đạt trên 80% mỗi tiêu chí. Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để phát huy lợi ích từ chính sách thị thực mới vừa được thông qua nhằm thu hút và giữ chân khách quốc tế. Tiếp tục với các thông tin chú ý khác, liên tiếp xảy ra 5 trận động đất xảy ra trong sáng ngày 16 tháng 7 tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu. Trận động đất đầu tiên bắt đầu lúc nửa đêm có độ lớn 3 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Liên tiếp sau đó đến hơn 7 giờ sáng có thêm 4 trận động đất nữa. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần cho biết 5 trận động đất trên tại khu vực huyện Con Plong đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Giữa tuần trước, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã công bố kết quả đánh giá xếp hạng về chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh hay viết tắt là DTI năm 2022. Theo đó, thành phố Đà Nẵng là địa phương nằm thứ 3 liên tiếp duy trì thứ hạng đầu bảng trên cả 3 tiêu chí là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết quả này đã thể hiện sự quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân thành phố Đà Nẵng khi xem chuyển đổi số là động lực, là phương tiện cho những bứt phá mới. Ứng dụng quản lý, giám sát hành trình xe cứu thương là một trong số hàng trăm tiện ích mà thành phố Đà Nẵng triển khai, không ngoài việc hướng đến mang lại sự tiện lợi cho người dân. Ứng dụng cài trên điện thoại thông minh sẽ cho phép người dân gọi xe cấp cứu chỉ bằng vài thao tác. Ngoài ra, người sử dụng ứng dụng có thể yêu cầu theo dõi hành trình xe cứu thương, thời gian dự kiến chờ xe. Khi mà cái cuộc gọi cấp cứu được gọi đến, thì người dân sẽ được nhận những cái tin nhắn để mà xác nhận là chúng ta đã nhận tin nhắn và đã khẩn tạo được cái điểm cấp cứu và đã điều xe đi. Và cái tin nhắn này sẽ có những cái thông tin về cụ thể và biển số xe và gửi luôn một cái đường link để cho người dân có thể trực tiếp theo dõi. Song song với việc xây dựng hạ tầng số hoàn chỉnh, đồng bộ và rộng khắp để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền thông minh, thành phố Đà Nẵng còn tiếp thu những đóng góp để hoàn thiện thể chế chính sách, các ứng dụng số ngày càng hoàn chỉnh hơn. Ứng dụng rộng rãi hơn nữa. Công nghệ số, dữ liệu số trong doanh nghiệp để doanh nghiệp có nhiều môi trường tạo ra nhiều sản phẩm mới để mà sản xuất kinh doanh tốt hơn. Và cũng có những chính sách về đào tạo nhân lực công nghệ số nó nhiều hơn, đặc biệt là thu hút nhân lực công nghệ số ở các nơi, thậm chí ở nước ngoài về Đà Nẵng sống và làm việc. Dù đứng đầu bảng xếp hạng 3 năm liền, với tỷ lệ đạt trên 80% mỗi tiêu chí về chuyển đổi số, nhưng thành phố Đà Nẵng xác định vẫn còn nhiều việc phải làm. Mục tiêu là đến năm 2030, hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại, điện tử của cả nước. Thưa quý vị, cả 5 học sinh Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế năm 2023. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua, các huy chương của đội tuyển Việt Nam bao gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Với 100% học sinh đều đạt huy chương, đoàn Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2023. Kỳ thi năm nay do Nhật Bản đăng cai tổ chức từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7, có sự tham gia của 398 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lớn nhất từ trước tới nay. Thời điểm này thì các bạn học sinh đang đứng trước những lựa chọn hành ngọc để phù hợp với mong muốn công việc trong tương lai. Các bạn phấn đấu cố gắng đạt nhiều tiêu chuẩn để đáp ứng cho ngành học và công việc sau này, nhưng lại thường bỏ quên một tiêu chí, đó là sức khỏe thị lực. Chính vì điều này nên không ít người đã phải ngậm ngùi tạm biệt đam mê của mình.
Đó là những công việc gì và liệu có giải pháp nào cho vấn đề này? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Thành Lam vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển ngành học quản lý khách sạn. Nhưng đây không phải mong muốn ban đầu của cô gái này. Em bị cận bắt đầu từ hồi cấp 2. Hồi đấy thì em chưa có ý thức để chăm sóc sức khỏe đôi mắt của mình. Khi mà tham gia dự tuyển vào làm tiếp viên hàng không, em mới biết là điều kiện tiên quyết của họ là yêu cầu đôi mắt phải 10 trên 10. Ngoài ra thì đối với những cái bạn mà đeo kính thì sẽ không được đăng ký dự tuyển. Theo khảo sát của Bệnh viện Mắt Trung ương, 2 năm gần đây, khoảng 50% học sinh trung học phổ thông mắc bệnh cận thị và có xu hướng tiếp tục tăng mạnh. Thị lực yếu đồng nghĩa với việc sẽ có ít lựa chọn nghề nghiệp sau này hơn. Sẽ có những công việc đòi hỏi về sức khỏe thể chất nói chung để làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo hơn. Có những công việc đòi hỏi về thị lực để có thể có tầm nhìn tốt. Thì ngoài những cái nghề như tiếp viên hàng không, nó sẽ còn có một số ngành nghề đặc thù khác nữa là công việc của một người làm phi công, thủy thủ, công an, bộ đội. Mỗi mùa hè, những phòng khám mắt luôn đông hơn bình thường. Đây là thời điểm các phụ huynh đưa con em mình đi kiểm tra lại thị lực sau một năm học. Bên cạnh đó, có một lượng học sinh đứng trước ngưỡng cửa đại học cũng đang tìm trợ thủ cho mình. Sau khi ra trường thì em có mong muốn là được làm việc ở trong ngành công an, nên là em đã quyết định là sẽ đi mổ cận. Thì mình đã lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật không có vạt là SMILE Clear, là phương pháp để điều trị cho bạn Trúc. Với SMILE thông thường thì chúng ta sẽ mất 23 giây để điều trị laser cho một mắt trên một bệnh nhân. Và bệnh nhân sẽ phải hợp tác cũng như là bác sĩ sẽ phải cố gắng để hướng dẫn tư vấn cho bệnh nhân để có thể thực hiện hoàn thành 23 giây đó. Tuy nhiên thì với SMILE Pro thì chúng ta rút ngắn được thời gian điều trị chỉ còn có 8 giây. Và với 8 giây đó thì thực sự là bác sĩ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng và gần như là không còn cái biến chứng. Sự tiến bộ của khoa học đã giúp các bạn trẻ đến gần hơn được với ước mơ của mình. Nhưng không để mất bò mới lo làm chuồng, sức khỏe đôi mắt cần được chăm sóc và bảo vệ thường xuyên. Cái cần là do cái nhìn gần với cường độ liên tục. Thì mình làm sao đó mình phải hạn chế cái thời gian nhìn gần liên tục, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt ăn nhiều rau xanh và trái cây. Với mắt đó, thì các cháu nên khám mắt cứ 6 tháng khám một lần. Thay vì để lỡ những cơ hội một cách tiếc nuối thì hãy chuẩn bị cho tương lai từ bây giờ. Một tin vui với ngành du lịch là mới đây Quốc hội đã nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày. Đồng thời, khách quốc tế sẽ được nhập xuất cảnh nhiều lần trong vòng 90 ngày. Việc kéo dài thời gian thị thực giúp du khách quốc tế ở lại lâu hơn và chi nhiều hơn cho các dịch vụ. Anh Aina, một du khách đến từ Na Uy, dự định sẽ đến Việt Nam trong một tháng. Nhưng với chính sách thị thực mới, anh đang cân nhắc có thể ở lại lâu hơn. Theo kế hoạch thì tôi sẽ ở Việt Nam trong một tháng. Tuy nhiên, nếu lùi thời gian lưu trú, tôi có thể dành 2 tháng ở đây. Chắc là sẽ phải chi nhiều hơn. Bình thường, chi tiêu trong một ngày của tôi vào khoảng 20-50 đô la Mỹ. Để thu hút và giữ chân khách quốc tế ở lại lâu hơn, ngay từ thời điểm này, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã chuẩn bị đa dạng các phương án như kéo dài chương trình thêm một tuần hay xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm theo yêu cầu của du khách, mức chi tăng gấp 2 lần so với trước. Khách hàng người ta có những cái yêu cầu đặc biệt, có những cái mức chi trả liên quan đến chương trình đấy tăng gấp đôi so với cái tour truyền thống, tour bình thường. Có nghĩa rằng là chúng tôi đang ước tính cái doanh thu riêng đối với khách quốc tế đến Việt Nam, đâu đó cái khả năng chi trả của khách nó tăng khoảng trung bình khoảng 20%. Có thêm những cái trải nghiệm mới cho khách thì sau khoảng 3 tuần đi tour rồi thì họ sẽ có thêm một tuần nghỉ dưỡng ở một cái resort nào đấy. Thì mình hy vọng là với cái chính sách nới lỏng này thì cái đối tượng khách ở lại Việt Nam sẽ được nhiều hơn và doanh thu cũng sẽ tăng. Trong nửa cuối năm, ngành du lịch Việt Nam cần đón khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế để đạt mục tiêu 8 triệu lượt trong năm nay. Do đó, ngoài chính sách từ phía nhà nước, các doanh nghiệp dịch vụ cũng cần nâng cao chất lượng phục vụ và học hỏi chiến lược phát triển du lịch từ các nước có thế mạnh để đẩy mạnh chi tiêu từ du khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm nay. Trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết cho các vùng vào ngày mai.
Và bản tin thời sự 12 giờ trưa cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị hãy truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.